Thưa quý vị và các bạn, hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới đây ở thành phố Vũng Tàu. Góp mặt ở sân chơi lớn này, thành phố Cần Thơ có 10 thiết bị đào tạo tự làm của giảng viên các trường nghề được chọn tham gia. Một số nước bạn bè hôm nay mời khán giả cùng gặp gỡ một số tác giả để tìm hiểu thêm về hiệu quả của các thiết bị này ứng dụng vào đào tạo nghề cũng như sự chuẩn bị để tham gia đấu trường sắp tới nha. Cái mô hình này giúp cho em hiểu và nắm bắt được các mô đun về BDC cơ bản và BDC nâng cao, cũng như đó thì có thể tìm hiểu về kiến thức về tự động hóa trong công nghiệp hiện nay, nó có thể áp dụng trong thực tế, có thể vận hành chúng một cách dễ dàng, giúp cho em nâng cao kỹ năng nghề. Với cái hệ thống này thì sẽ hỗ trợ cho các em nhiều cái trong việc phát triển nhiều kỹ năng. Ví dụ như là các em có thể là các em sẽ viết code PLC, download code PLC, kết nối dây, cũng như là thiết kế màn hình HMI. Nhóm định hướng là sẽ phát triển đề tài này ở ba cái hướng. Hướng thứ nhất là sẽ tiến hành là tăng cái tính giám sát của hệ thống, tăng cường cái tính linh động cho mô hình. Linh động tức là mô hình có thể dễ dàng tháo lắp cũng như di chuyển sang các cái vị trí khác nhau. Còn cái hướng thứ ba của nữa là sẽ phát triển thêm là tăng cái tính hiệu quả tưới. Hiệu quả tưới đây tức là gì? Sẽ tiến hành là cho phép người dùng thay đổi cái lưu lượng. Toàn thành phố có 13 trường đào tạo cao đẳng, 8 trường đào tạo trung cấp. Bình quân mỗi năm, giảng viên hệ thống trường nghề sáng tạo gần 100 thiết bị đào tạo ứng dụng vào giảng dạy. Để phát huy những ý tưởng sáng tạo phục vụ dạy và học, hội thi thiết bị đào tạo tự làm được tổ chức 2 năm một lần từ cấp thành phố để chọn ra những sản phẩm sáng tạo và ý nghĩa tham gia hội thi toàn quốc. Thành phố Cần Thơ có 10 thiết bị thuộc nhiều lĩnh vực được chọn tham gia thi toàn quốc. Các tác giả đang cải tiến thiết bị được hoàn chỉnh và ưu việt để tham gia cuộc tranh tài lớn. Được thành phố chọn để đi thi toàn quốc thì đối với một cái cấp độ thi cao hơn thì tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện cái thiết bị này cho nó tốt hơn, ít nhất là về thẩm mỹ, về cái bên ngoài cho nó hoàn thiện hơn, và cái kết cấu ở bên trong cũng như các cái khâu kỹ thuật nó cần phải hoàn thiện hơn.